Em xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái dòng nồi 3.5 lít nhé. Rồi, xung quanh em nó này. Đó. Rồi. Đây. Đó. Rồi, xung quanh thành vách rất là ok nhé. Con này của nó là 3.5 lít nha quý vị nhé, 3.5 lít đó. Hàng hãng của Parisua. Con này gioăng diệt các thứ còn rất là đẹp nhé, gioăng diệt còn xanh dờn này. Đó. Rất đẹp đó. Nồi nó vẫn còn các cái đề viền của cái kiểu như dạng xoáy của cái dòng mới sản xuất này đó. Đây nồng nồi còn rất là đẹp nha quý vị nhé. Con này đun được từ này, đun được ga này, đun được hồng ngoại này. Đó. Cái này thì dùng cho gia đình rất là hợp lý bởi vì nó là cái dòng nồi mà gọi là đun vừa phải cho khoảng tầm 5 người ăn nhé. Đó. Quý vị khi nào không thích thì mình ăn 2 người thì mình có thể đun ít đây. Đó. Ăn đến 3 người mình có thể đun đây tùy vào cái lượng mình ăn nhá. Ăn đến tầm 5 người thì mình có thể đun ở tầm này nhá. Đó. Ok. Quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo. À, em xin báo giá con này nhá. Em xin báo giá con nồi này nhá. Là nồi này là 590.000 nhé quý vị nhé, 590.000. Vâng, em xin cảm ơn ạ.